Hôm nay là ngày 25 tháng 1 năm 2023. Thì Hoàng xin kính chào toàn thể quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh tin tức truyền thông của chúng tôi ngày hôm nay. Ngày mới kính chúc quý vị mạnh khỏe, bình an và hạnh phúc. Thưa quý vị và các bạn thân mến, cảnh báo năm con mèo dân Việt sẽ nghẹt thở khi mà có hai tướng công an ngồi ở trong tứ trụ Việc có nhiều quan chức cao cấp nhất của đảng xuất thân từ ngành công an sẽ là tin xấu cho nhân quyền và những người chỉ trích chế độ Cộng sản Việt Nam. Nếu như mà tin đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là đòn gió nhằm ăn ủi ông Nguyễn Xuân Phúc chính trước vốn là tướng công an, thì rồi đây tứ trụ sẽ có đến hai tướng công an khi mà Tô Lâm được Bộ Chính trị đặt cách vào ghế Chủ tịch nước hữu danh vô thực. Chế độ Cộng sản Việt Nam đã là độc tài toàn trị thì đến nay tứ trụ cũng toàn trị nốt và điều này thì liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng hay không? Chiến dịch bài tham nhũng của Cộng sản Việt Nam khiến cho ông Nguyễn Xuân Phúc mất chức cũng tương tự như là kiểu đả hổ diệt ruồi ở xứ Tàu Cộng. Hai phiên họp bất thường vào ngày 26 và 27 Tết nguyên đán với khoảng hơn 600 quan chức trong cả nước về dự để mà hợp thức hóa việc phế chuất Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc. Trên thực tế, đây là màn hài kịch vừa hình thức vừa tốn kém tiền thuế của dân, chỉ để thực thi quyết định tại một cuộc họp bí mật của Bộ Chính trị vào ngày 13 tháng 1, sau màn kịch tương tự cách đây nửa tháng để mà bãi chức hai ông Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Kể từ khi có tin lan truyền chóng mặt về việc ông Nguyễn Xuân Phúc bị thẻ đỏ từ những ngày trước, thì hai ngày gần đây dư luận bắt đầu kháo nhau ai sẽ là người thay thế ông ta ở trên cương vị chủ tịch nước. Lời đồn không chỉ rộ lên trên các trang mạng xã hội hay trong quán nước vỉa hè mà ngay cả trên những trang báo quốc tế và ai kế nhiệm chủ tịch Nguyễn Xuân Phúc. Tô Lâm, Trương Thị Mai hay là Võ Văn Thường, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc bị buộc về hưu và ai sẽ là người thay thế. Với người dân trong nước thì ai lên ai xuống cũng không cần quan tâm để làm cái gì và trong lúc này ai thay ông Phúc là chuyện không mấy người bận tâm vì cốt lõi vấn đề là thể chế chính trị chứ không phải cá nhân. Nhiều người nói vui rằng để ông nguyễn xuân phúc làm chủ tịch nước lâu lâu còn nghe được ông ta nói những câu hài hước để cho dân cười để bớt đi cái đói còn thay những thằng khác vào cũng thế mà thôi chẳng có gì thay đổi và thậm chí còn nghẹt thở hơn nếu như mà tô lâm ngồi vào cái ghế chủ tịch nước thì chắc chắn người dân việt nam sẽ rất khó thở bởi vì hắn ta là một tướng cướp chừng nào cộng sản việt nam độc tài toàn trị vẫn còn đó thì không hy vọng gì có sự thay đổi tốt hơn và lại ai lên ai xuống là chuyện của cung đình cộng sản Việt Nam của giới lãnh đạo chấp bu đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam người dân chẳng có bất cứ một tí quyền lợi nào trong đó cả nhân dân Việt Nam không có quyền được biết và cũng không bao giờ được bàn bạc góp ý kiến hay là bỏ phiếu cứ như thể đất nước là tài sản riêng của cộng sản Việt Nam nếu như có ai có ý kiến này nọ thì ngay lập tức nhẹ nhàng thì cũng bị gọi lên nhắc nhở, còn nặng thêm chút nữa thì có thể vào hộp chăn kiến cùng với lại giới cho bu Cộng sản Việt Nam đang nằm ở trong đó nhàn nhạt. Đã vậy thì người dân cũng chẳng quan tâm nhiều trừ khi cần chút nỗi tức giận trên các trang mạng xã hội. Cho đến hôm nay thì các nguồn tin nội bộ không thể nêu nguồn cụ thể, dư luận được biết hai cuộc họp trung ương lẫn quốc hội trong hai ngày 17 và 18 tháng 1, các cuộc tranh luận vẫn không ngã ngũ và cuối cùng thì hai cơ quan quyền lực này tạm chấp thuận để cho bà Võ Thị Ánh Xuân nhận quyền chủ tịch nước. Phó Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 thay thế cho Nguyễn Xuân Phúc thực hiện quyền Chủ tịch nước cho đến khi Quốc hội Cộng sản Việt Nam bầu ra Chủ tịch nước. Trên thực tế thì đó là thời gian để cho phe phái ở trong chính phủ Cộng sản cũng như là bên đảng Cộng sản Việt Nam chia với nhau chiếc ghế chủ tịch nước này mà thôi. Chứ thực tế thì Quốc hội Cộng sản Việt Nam từ trước đến nay thì người dân đã gọi đó là Quốc hội bù nhìn chỉ gật theo đúng nghị quyết của đảng mà thôi. Reuters dẫn các nguồn tin cho biết vị tân chủ tịch sẽ được sướng danh tại kỳ họp quốc hội vào tháng 5 tới đây. Việc bãi chức ông Nguyễn Xuân Phúc chỉ vài ngày trước Tết, có khi cũng là một cách hạ nhục ông ta, việc đến tháng 5 này mới công bố được danh tính tân chủ tịch nước cho thấy những cơn địa chấn trên thượng tầng Ba Đình sẽ không dừng lại sau Tết Nguyên đán. Tại sao vấn đề có thể quyết định trong một vài phiên họp mà lại kéo dài đến như vậy và xin thưa, vì theo luật và lệ thì hiện chỉ có 3 người có thể ngồi vào cái ghế đấy. Ứng viên mạnh nhất phải nói đến Tô Đại Tướng. Kế đến là trưởng ban tổ chức trung ương Trương Thị Mai và số cùng là thường trực ban bí thư Võ Văn Thưởng. Khốn nỗi Tô Lâm vừa chê vừa sợ cái ghế chủ tịch nước Chê là vì ông còn nhìn lên vị trí thực quyền hơn Tổng Bí Thư chẳng hạn Sợ là do ông ngại chui ra khỏi cái tổ kén của Bộ Công an thì sẽ không an toàn Và ông chưa thể quên bài học đắt giá của cố chủ tịch nước Trần Đại Quang Cũng là Bộ trưởng Bộ Công an Nhưng khi chui ra khỏi ngành Công an thì ngay lập tức đã bị mất mạng Bà Trương Thị Mai và ông Võ Văn Thường thì cũng đã từ chối vì những lý do cá nhân không muốn làm chủ tịch nước. Trước và sau cơn địa chấn chính trị trên thượng tầng quyền lực của Đảng Cộng sản Việt Nam, truyền thông quốc tế từ Âu sang Á sẽ có phản ứng khá nhạy bén đối với các sự kiện tuyệt đối chỉ diễn ra đằng sau hậu trường. Khác với truyền thông trong nước, ngay sát thời điểm diễn ra cuộc thanh trừng, báo chí lại phải dường như là không có bất cứ một dòng tin nào về sự kiện hy hữu trong nền chính trị u u minh minh của đất nước này mà chỉ có những trang phản động mới đưa tin. Trong khi đó thì báo chí quốc tế đã có ngay các bài phân tích khá rành rọt về các động lực ở đằng sau cuộc đấu đá cung đình ở xứ Cộng sản Việt Nam. Việc cách chức chủ tịch nước khi mà khung bộ tứ vừa được bầu chưa được nửa nhiệm kỳ là một sự kiện vô tiền khoáng hậu và sự kiện chưa có tiền lệ này có thể đánh dấu một thời kỳ không mấy êm đềm trong sinh hoạt chính trị từ trung ương cho đến quốc hội và nhất là có tin đồn thủ tướng phạm minh chính cũng theo chân chủ tịch nước cũng đã đệ đơn xin từ chức nhưng nguyễn phú trọng chưa chấp nhận bởi vì cùng một lúc mà hạ bệ tới hai người trong tứ trụ thì đó là một điều ông ta không mong muốn mà phải để cho vụ của nguyễn xuân phúc êm xuôi xuống dần và sau tết nguyên đán thì ông ta mới chấp nhận đơn xin từ chức của ông phạm minh chính mà đây cũng là đơn mà chính ông ta đã ép phạm minh chính Viết chứ không phải là Phạm Minh Chính muốn từ bỏ vũ đài chính trị. Tuy nhiên thì tin này cũng không khiến cho nhiều người ngạc nhiên. Giống như là ông Nguyễn Xuân Phúc thì ông Phạm Minh Chính tuy đứng đầu chính phủ nhưng cũng là đối tượng bị phe đốt lò của Nguyễn Phú Trọng truy sát lâu nay nhưng chưa có thời gian để mà hạ bệ mà thôi. Phóng viên Jonathan Head của đài BBC viết rằng vụ này được gọi dưới cái tên chống tham nhũng nhưng thực chất là cuộc chiến quyền lực ở cấp cao nhất trong đảng cộng sản Việt Nam và điều này thì dường như không dẫn đến thay đổi nào về chính sách chung à, khuyến khích đầu tư nước ngoài để mà phát triển kinh tế của xứ cộng sản Việt Nam và cân bằng trong quan hệ với Trung Quốc và Hoa Kỳ. Tuy nhiên thì việc có quá nhiều quan chức cấp cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam xuất thân từ ngành công an sẽ là tin xấu và cực kỳ nghẹt thở về nhân quyền và dành cho sẽ có rất nhiều bản án và rất khó thở đối với người dân Việt Nam. Viết trên hãng truyền thông quốc tế của Đức DW, nhà báo David Hurt coi ông Nguyễn Xuân Phúc là một trong số những nhà kỹ trị hàng đầu của xứ Cộng sản Việt Nam, có quan hệ chặt chẽ với các nước phương Tây trong thời gian ông ta làm Thủ tướng Chính phủ. Ông ta bị buộc thôi chức vì vài tuần sau khi mà có một số quan chức cao cấp về đối ngoại dày dạn kinh nghiệm khác bị đưa ra khỏi bản lãnh đạo, đó là ông Phạm Bình Minh và ông Vũ Đức Đam. Việc thay đổi ban lãnh đạo hiện nay sẽ củng cố quyền lực của lực lượng công an ở Việt Nam, vẫn theo David Hutt. Nếu như mà lá đơn xin từ chức của Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ là đòn gió nhằm an ủi ông Phúc và đồng thời để làm màu với phe đốt lò, ông Phạm Minh Chính trước đây là một tướng công an, nếu như mà Tô Đại tướng tiếp tục tiến lên ngồi vào ghế tứ trụ, là ghế chủ tịch nước thì sẽ có đến hai vị tướng công an và chế độ đã độc tài nay đến tứ trụ cũng độc tài nốt điều này thì liệu có đưa ra thông điệp sai lệch cho tiến trình hội nhập sâu rộng Bài viết trên Nikkei Asian chỉ ra rằng kinh tế Việt Nam đã tăng trưởng với tốc độ trên 8% vào năm ngoái và có thể là nhanh nhất ở châu Á. Tuy nhiên thì nền chính trị ổn định khiến cho Cộng sản Việt Nam hấp dẫn các nhà đầu tư nước ngoài đang bị đặt dấu hỏi trong bối cảnh cuộc cải tổ chưa từng có trong Bộ Chính trị và các cơ quan lãnh đạo khác ông jatiri abuja bình luận tiếp hà nội nên ý thức rằng có nhiều nước sẵn sàng trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư hiện đóng vai trò quan trọng với thành tích kinh tế của đất nước bài báo cũng ghi nhận những người như ông nguyễn xuân phúc phạm bình minh và vũ đức tham là những nhà kỹ trị thực dụng quyết tâm đưa việt nam vào quỹ đạo kinh tế vĩ mô ổn định nên cũng có nhiều đối thủ một thành viên cấp cao của viện iseas tại singapore ông hào hoàng hợp được reuters dẫn lời cho rằng sự ra đi của nguyễn xuân phúc có thể khiến cho các nhà đầu tư quan ngại điều này có thể dẫn việt nam đến một thời kỳ bất ổn khiến cho bạn bè và nhà đầu tư nước ngoài lo lắng Nội dung cuối cùng nhưng rất đáng lưu tâm khi mà dư luận quốc tế đặt vấn đề, mọi người đang hỏi có bao nhiêu phần trăm trong số này, tức là số người được cho là chống tham nhũng muốn theo đuổi chân thành để loại bỏ tham nhũng thật sự so với động cơ chủ yếu là giành giật quyền lực nội bộ theo kiểu của Tập Cận Bình và Nguyễn Phú Trọng. Còn theo Dương Quốc Chính thì Nguyễn Phú Trọng đốt lò như là đánh chó đập mèo Nhà quan sát bình luận cuộc chống tham nhũng của Nguyễn Phú Trọng bây giờ giống như là đánh chó đập mèo khi mà thấy nó ăn vụng, cốt làm cho nó sợ chứ không có cơ chế phù hợp kiểu chó treo mèo đậy để không bị ăn vụng. Quan sát kỹ thì thấy Ủy ban Kiểm tra Trung ương mò tới cơ quan nào thì chắc chắn cơ quan đó có vết và chỗ nào chưa sao là do chưa bị thanh kiểm tra mà thôi. Từ đó suy ra tổng quát hóa thành câu kinh điển, cán bộ lãnh đạo hầu hết là tù nhân dự khuyết. Mấy ngày qua, báo chí phương Tây bình luận về các quan chức cấp cao của nhà nước Cộng sản Việt Nam buộc phải thôi chức. Phương Tây họ không tin vào thông tin miễn nhiệm vì lý do cá nhân. Họ cho rằng những nhân vật kỹ trị thân phương Tây nhất đều đã bị triệt hạ theo lệnh của Tập Cận Bình chuyện này mình đã phân tích nhiều lần và xin nhắc lại rằng cái éo le cho chế độ ta là đồng chí có tài tháo vát kỹ trị tư tưởng cấp tiến thường thân tây và tóm lại là được việc thì thường tham nên khó thoát khỏi việc phải vào lò và một phần là vì họ cũng có năng lực thường ngồi ở những vị trí màu mỡ ban phát dự án lợi ích quyền lợi và công bằng mà nói cũng là những việc khó vất vả người vua trọng đang nắm cả công an và quân đội để mà ra oai triệt hạ đối thủ. Các đồng chí liêm khiết thì thường là những vị trí khó ăn và ít có cơ hội kiếm ăn, thì tự nó trở thành sạch sẽ mà thôi. Đại khái là làm nhiều thì ăn nhiều mà làm ít thì ăn ít, rất ít đồng chí nào không ăn, đấy là một thực tế. Còn việc đốt lò thì khá đơn giản với hệ thống như vậy, kiểu bói ra ma quét nhà ra rác và thanh kiểm tra đâu mà chẳng ra lỗi nếu như muốn tuyệt đối đúng luật thì bộ máy khó mà vận hành một cách trơn tru như là ngành xây dựng chẳng hạn nếu cứ chờ làm cho đúng quy trình trình tự theo luật thì các chủ đầu tư ăn cám vì thủ tục rất phiền phức và kéo dài tiền lãi ngân hàng cũng đủ chết nhưng việc đốt lò lâu nay chỉ chăm chăm xử lý phần ngọn tức là bắt lỗi xử lý sai phạm nhưng không có hoặc rất ít có biện pháp bền vững lâu dài để mà ngăn chặn được sai phạm từ trong trứng nước hoặc là để cán bộ không có nhu cầu sai phạm nữa tức là không thấy có cơ chế điều chỉnh hệ thống Chống tham nhũng bây giờ giống như là đánh chó đập mèo khi thấy nó ăn vụng, cốt làm cho nó sợ chứ không có cơ chế phù hợp kiểu chó treo mèo đây để không bị ăn vụng. Vì thế mà chó mèo cũng chỉ sợ khi biết có người canh để mà đánh chứ người đó đi chỗ khác thì nó lại ăn vụng tiếp. Vì không ăn thì đói mà không có cơ chế kiểm soát kiểu con nọ soi con kia ăn dễ quá, ngu gì mà không ăn chống tham nhũng bền vững thì một là phải có cơ chế giám sát cho mèo tự canh lẫn nhau tất nhiên thì chúng phải khác đàn và hai là chúng phải không được đói quá tức là làm sao để cho chúng không muốn ăn không thể ăn và không dám ăn và không cần ăn nhưng hiện tại thì người ta mới chủ yếu xử lý kỷ luật hình sự để cho mèo không dám ăn và phần nào đó là không thể ăn chứ chưa thấy có cách gì để mà chúng không cần ăn đó là do hệ thống lương bổng của cán bộ theo ngạch bậc thì chưa có biện pháp cải thiện gì để mà có thể tăng đột biến theo như cách chống tham nhũng của Singapore thì họ phải trả lương cho cán bộ cao không kém vị trí tương đương trong hệ thống tư nhân. Lương thủ tướng Singapore thường còn cao hơn lương của tổng thống Mỹ. Nguyễn Phú Trọng lấy tiền thuế dân để mà in sách ca ngợi bản thân của mình cũng là một điều làm cho đất nước tan nát. Nếu như áp mô hình đó cho Việt Nam thì lương tháng của một giám đốc sở chắc không dưới trăm triệu và lương bộ trưởng không dưới 400 triệu. Cỡ như lương giám đốc ngân hàng và lương tứ trụ chắc không dưới 1 tỷ thì mới tạm có thể cho là anh em không cần quay ngoắt kiếm tiền ngoài chứ với mức lương hiện tại tổng bí thư cao nhất tầm 20 triệu trên mỗi tháng thì tham nhũng là quyền lợi, là trách nhiệm nuôi vợ con là mục tiêu cần phấn đấu của anh em. Với mức lương đó nhưng người ta lại có quyền ban phát chức quyền phê duyệt thẩm định dự án trăm tỷ, ngàn tỷ thì là không phù hợp nên tham nhũng là không thể tránh khỏi hay nếu như mà dùng khái niệm của triết học mát thì gọi là tất yếu khách quan. Giờ muốn tăng lương cán bộ để dưỡng liêm như ở Singapore thì cũng thua vì bộ máy công kênh quá, lương thì lại theo ngạch bậc, lên là cả làng cùng lên và ngân sách nào có thể chịu nổi. Giảm biên chế cũng không được, bao nhiêu đâu vì bộ máy càng nhỏ thì càng ít người phụ thuộc chế độ và chính quyền sẽ không kiểm soát được nhiều mặt của xã hội, tức là không còn là cộng sản nữa. Bộ máy cộng sản thì luôn phải công canh và đó là nguyên tắc để cho nó tồn tại và đấy là cái bế tắc của việc chống tham nhũng mà các nước cộng sản 2.0 kiểu Việt Nam và Trung Quốc luôn phải chấp nhận phần nào việc xã hội hóa lương bổng cho cán bộ với tình hình bế tắc vậy dẫn tới đồng chí nào cũng có vết và đa số là vậy nên giỏi rốt kỹ trị hay là ngu dốt tham lam thì cũng hòa cả làng vì có vết cả vì thế anh em tây có thương tiếc anh minh anh đam thì cũng vô ích đảng vẫn xử lý à quên các đồng chí tự xử đúng người đúng tội đúng trách nhiệm mà Việt Nam khác Tây ở chỗ, đã về rồi thì không có đường quay trở lại chính trường, không như ông AB bên Nhật từ chức mấy lần rồi quay lại chức vụ. Ở Việt Nam bây giờ nghỉ rồi thì khấn ông bà phù hộ cho không phải vào lo, đó là một điều may mắn rồi để khắc phục tình trạng vào lò kiểu cá mè một lứa và tạm thoát khỏi bế tắc kể trên mình nghĩ đảng và nhà nước nên có cơ chế xã hội hóa tiền lương một cách chính thức hoặc bán chính thức đại khái là chấp nhận để cho anh em quản lý ăn ở mức độ chấp nhận được để quy ra thu nhập hàng tháng như mức lương mình ví dụ ở bên trên thì coi như là không tham nhũng Đại khái như dự án ngân sách cứ cho là thất thoát dưới 20% là chấp nhận được hoặc tổng thu nhập của anh em không vượt quá mức cho phép là được. Tiền đó anh em chia nhau sao cho công bằng từ chị lao công cho đến chủ tịch nước có cơ chế chia hẳn hoi và sao cho minh bạch. Bác đã dạy, không sợ thiếu, chỉ sợ không công bằng. Mình nghe đồn công an một số nơi đã lập quỹ ăn chia như vậy, nên trên dưới đồng lòng và anh em hòa mục Ủy ban kiểm tra chỉ cần canh tổng số thất thoát không vượt tỷ lệ cho phép là ok. Trước giờ, bộ máy công quyền Việt Nam rất trì trệ và xử lý công việc chậm và một phần do hệ thống luật kém, năng lực cán bộ kém, nhưng cơ bản là do thiếu bồi trơn để mà kích thích sức lao động và thiếu niềm tin doanh nghiệp bơm tiền bôi trơn cho cán bộ nhưng lại thấp thỏm và không biết bơm thế đã đủ hay là chưa và có bị bùng hay là không mà cán bộ thấy thiếu thì không dám nói thẳng mà gây khó khăn việc không trôi thì bùng tiền bôi trơn của doanh nghiệp mất niềm tin và trì trệ là như vậy nếu như mà cơ chế xã hội hóa kia được chấp nhận thì chi phí bôi trơn sẽ có công thức tính cụ thể, công khai, bán công khai, đỡ phải mặc cả và gây khó dễ. Để qua dự án này thì phải cộp từng này tiền và có doanh nghiệp phải trung chi công khai, còn dân đen thì khỏi. Ông nào muốn làm nhanh thì mới phải đóng tiền, đại khái như là đấu giá biển số đẹp thôi, có thể đấu giá luôn cả số căn cước công dân đẹp cho các đại gia lấy tiền đó mà dưỡng liêm bây giờ cứ ăn ít nhiều cũng bị đốt thì anh em cũng thủ thế cố câu giờ để mà giữ ghế chờ lo tắt nên dẫn đến công việc bị trì trệ và không ai dám ký ký mà không có tiền thì ngu gì mà phải ký mà cầm tiền thì lại lo bị đốt thế nên lo càng cháy thì bộ máy càng bị trì trệ Bọn Tây nó lo ngại là ở chỗ đó, nhưng không đốt cũng không được vì mất uy tín của đảng, của chế độ. Tóm lại là đốt cũng teo mà không đốt thì cũng teo, vì thế mà phải có thay đổi cơ chế chứ đốt mãi sao được. Đốt mãi thì cán bộ đói, không có động cơ làm việc thì khó có khi cán bộ còn toàn bọn chuột chạy cùng sao, ngu và ngoan làm gì có ai giỏi. Còn theo văn toàn thì chuyện tham nhũng ở xứ Cộng sản Việt Nam là chuyện biết rồi khổ lắm nói mãi, giờ chẳng ai quan tâm nữa, nhưng câu hỏi của ông Nguyễn Phúc Trọng, Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam kiêm trưởng ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực khiến cho người ta buồn cười. Truyền thông trong nước cho hay tại phiên họp thứ 21 của ban chỉ đạo Nay hôm 20 tháng riêng vừa qua, ông Nguyễn Phú Trọng đặt câu hỏi vì sao chúng ta chống tham nhũng mạnh mẽ quyết liệt như thế. Nhưng những người thực hiện hành vi tham nhũng tiêu cực không thấy xấu hổ mà vẫn chơ ra đó. Liệu có ai là chỗ dựa, có ai chống lưng cho hành vi tham nhũng tiêu cực hay là không? Tham nhũng ở Việt Nam đã trở thành quốc nạn và càng chống thì càng lan tràn như là khối u, ung thư, di căn người dân ai cũng nhìn thấy cũng ngán ngẩm mà sao bây giờ ông Nguyễn Phú Trọng vẫn còn thắc mắc. Câu hỏi mà ông nêu lên trước hội nghị có thể chân thành thật thà nhưng nó bộc lộ sự kém hiểu biết đến kinh ngạc của một nhà lãnh đạo chính trị hoàn toàn xa rời với thực tế của cuộc sống. Cái gốc sinh ra tham nhũng không phải là lòng tham của con người mà là quyền lực là người ai cũng ít nhiều có lòng tham nhưng không phải ai cũng có thể tham nhũng tham nhũng gắn liền với quyền lực và người không có quyền lực thì không thể tham nhũng dù rất muốn mà ở việt nam thì quyền lực gắn liền với tấm thẻ đỏ của đảng viên đảng cộng sản không là đảng viên cộng sản không có thẻ đảng trong túi thì đừng mơ tới chuyện có quyền dù chỉ là chút quyền còn con ở cấp thôn xã Cư lực sinh ra tiền và tiền thì lại mua chuộc được quyền lực và tạo ra sự câu kết chặt chẽ giữa đám quan chức của đảng và đám chọc phú đỏ thành một hệ thống tội phạm, thống trị và bóc lột người dân Việt Nam tới tận xương tủy. Nói đầu xa, ngay trong thời gian dịch Covid-19 đã diễn ra những vụ tham nhũng có quy mô phạm vi và tác hại khủng khiếp như là vụ bộ xét nghiệm của công ty công nghệ Việt Á hoặc là chương trình tổ chức những chuyến bay giải cứu với giá trên trời để bắt chẹt những người Việt Nam xa quê cần trở về nhà. Tội phạm trong những vụ này mà nhiều người cho rằng mới chỉ là phần nổi của tảng băng tham nhũng khổng lồ trong cơ chế của chế độ. Không ai khác hơn là đám quan chức cao cấp trong quần máy cầm quyền và không có quyền thì chúng không thể lũng đoạn nhà nước như vậy. Ông Trọng thắc mắc sao bọn tội phạm ấy không thấy xấu hổ mà vẫn chờ ra. Ô hay, ông tự xưng là nhà lý luận về chủ nghĩa cộng sản hẳn ông không quên câu nói của các mát. Ông tổ của chủ nghĩa này, nếu lợi nhuận lên đến 300% thì có treo cổ nhà tư bản lên họ cũng sẽ làm. Marx viết câu đó cách đây 170 năm vào buổi bình minh của chủ nghĩa tư bản và bây giờ thì các nhà tư bản đã phải nhường thành tích bóc lột cho các quan chức Cộng sản. Nhưng câu nói đó vẫn đúng ở chỗ khi có lợi nhuận cao thì người ta sẽ không từ bỏ thủ đoạn nào và bất kể tư bản hay là Cộng sản. Các quan chức thẻ đỏ, tim đen ở Việt Nam đang vừa vét lợi nhuận không chỉ 300% mà cao hơn gấp nhiều lần thì có treo cổ họ thì vẫn không chùn tay trước sức quyến rũ của đồng tiền một ví dụ công ty việt á nhập lậu bộ test của trung quốc giá chỉ có 21.500 đồng tương đương với khoảng 95 cent mỹ nhưng được độc quyền bán lại cho các cơ sở y tế trong cả nước với giá 470.000 đồng tương đương với 20 đô la mỹ tức là gấp khoảng độ 24 lần lợi nhuận được khoảng 2.000 Phần trăm. Một vé máy bay từ Mỹ về Việt Nam bình thường dao động trong ở mức 500 cho đến 700 đô la thì nhà công quyền cộng sản Việt Nam cấm các hãng bay nhà nước nước ngoài để mà độc quyền đặt ra cái gọi là chuyến bay giải cứu với đủ thứ thủ tục nhiều khê bán vé giá 2.000 cho đến à, 5.000 đô la, thu lợi khoảng 400 cho đến 800%. Lợi nhuận cao chất cất như vậy thì làm sao họ xấu hổ, làm sao họ không trơ ra đấy được. Chưa kể những vụ thông đồng cưỡng chế thu hồi đất của dân oan với giá bồi thường ngang với giá vài bát phở rồi bán lại cho các tư bản đỏ với giá vài trăm triệu đồng trên mỗi mét vuông và thậm chí cả tỷ bạc mỗi mét vuông như là vụ đấu giá đất ở Thủ Thiêm mới đây thì dù có bị chu di tam tộc ản cũng không ngán. Do kém hiểu biết không nhận ra cái gốc của tham nhũng là quyền lực không kiểm soát nên ông Nguyễn Phú Trọng rất nhiều lần đề cao cái gọi là tu dưỡng đạo đức phê và tự phê bình, học tập và làm theo tấm gương đạo đức như là giải pháp chính. Tại cuộc họp nói trên thì ông giải thích tình trạng tham nhũng lan tràn là do công tác quản lý, giáo dục cán bộ, đảng viên của chúng ta vẫn chưa tốt, cơ chế chính sách của chúng ta còn lỏng lẻo và tạo môi trường cho tham nhũng tiêu cực. Từ đó, Tổng bí thư yêu cầu cần phải có quyết tâm cao hơn và quyết liệt hơn, bài bản hơn, hiệu quả hơn, năm mới phải quyết tâm mới và khí thế mới trong đấu tranh phòng chống tham nhũng tiêu cực. Ông Trọng đã không biết hay giả vờ không biết đảng của ông càng quyết tâm thì tham nhũng càng dữ dội giống như là xoa dầu cù la để mà chữa bệnh ung thư ở trong gan ruột. Ông phát động chiến dịch đốt lò từ năm 2016 nhưng mấy năm qua cái lò của ông lúc cháy lúc tắt chỉ đốt được những nhánh củi bé xíu xử được một số quan chức tham nhũng cấp thấp và thực tế thì đã bị lạm dụng vào cuộc thanh trừng phe phái loại trừ những ai không cùng vây cánh với ông và bao che cho những đồ đệ biết nịnh hót và cùng phụng cái lò của ông đỏ hay tắt phụ thuộc vào tình trạng đấu đá tranh giành chức quyền giữa các phe nhóm chính trị hay là nhóm lợi ích trong việc ăn chia quyền tham nhũng mà bị lộ ra cho công chúng thấy ông ban hành nhiều chỉ thị nghị quyết buộc cán bộ phải kê khai tài sản nhưng trong một guồng máy đã bị mục nát vì đồng tiền chẳng ai thi hành chỉ thị của ông và tất cả đều bị vô hiệu hóa chống tham nhũng là ta đánh ta khó lắm chính ông cũng phải thừa nhận như vậy hầu như quốc gia nào cũng có nạn tham nhũng ít hay là nhiều nhưng không đâu tham nhũng là quốc nạn thâm căn cố đế như ở xứ cộng sản việt nam ở các nước ở ta xử lý tham nhũng từ cái gốc của nó và phân chia và kiểm soát quyền lực sao cho người ta làm việc công không thể lạm dụng chức quyền để mà trục lợi cho bản thân gia đình và phe cánh của mình Nói thì nói vậy mà thôi, chứ Nguyễn Phú Trọng là một kẻ tham quyền cố vị, ông ta còn không có danh dự liêm sỉ thì làm sao mà có thể xử lý được cán bộ dưới tay của ông. Xin chân thành cảm ơn thời gian theo dõi của quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi chương trình của chúng tôi đến phút cuối. Hãy để lại những lời bình luận góp ý ở bên dưới video để giúp cho chúng tôi thực hiện các chương trình kế tiếp một cách tốt hơn. Hãy bấm nút chia sẻ để cho thông tin được lan tỏa đến với nhiều người hơn. Hãy bấm nút đăng ký để trở thành thành viên tích cực của kênh. Và đừng quên bấm vào hình cái chuông bên cạnh nút đăng ký để nhận được những thông báo nhanh nhất, sớm nhất và không bỏ lỡ bất cứ một chương trình nào mà chúng tôi sắp phát hành. Xin thành cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị và các bạn trong các chương trình kế tiếp của chúng tôi.